Xin chào mọi người, video này là một cái video văn phòng tại mặt phố Dịch Vọng Hậu. Tòa nhà là có tổng thiết kế là 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là một cái sàn văn phòng ở mặt phố Dịch Vọng Hậu, khu vực Duy Tân, Cầu Giấy. Đang có rất là nhiều sàn cho thuê. Tầng 1, 2, 3, 4, 5, tầng 6 đã cho thuê. Đây là một sàn văn phòng điển hình của tòa nhà. Mỗi một cái sàn văn phòng như này đều được trang bị tất cả các cái tầng như nhau, đều thông thoáng hai mặt, hai nhà vệ sinh, hệ thống điều hòa âm trần, đèn led. Giá thuê là 18 triệu một tháng với diện tích là 80 mét vuông sử dụng, hai nhà vệ sinh, rất là tiện lợi. So sánh với các cái tòa nhà khác ở khu vực này thì mình đang thấy là đây là một cái tòa nhà có mặt bằng rất là đẹp và giá thuê ở mức giá trung bình, không quá cao. Mọi người có thể tham khảo văn phòng này khi mà đang cần thuê những cái văn phòng ở khu vực Cầu Giấy như là khu Duy Tân hay là Trần Đại Tông nha mọi người. Các cái chi phí khác sẽ bao gồm như là tiền điện 4.000 một số, tiền phí gửi xe là 100.000. Thuê ở đây thì sẽ được miễn phí 3 xe ô tô và được bố trí cái chỗ để xe ô tô với giá gửi xe là ô tô là 700.000 một tháng. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.